Người cắt ai? Bây giờ là 10 giờ rồi mà còn qua kiếm Tây Un nữa. Chào người cá Hackley. Chào người cá Tai. Chào Tây Un. Hả? Cái này của cô Rô gửi cho Tây Un. Của cô Rô gửi cho Tây Un gì vậy? Dạ. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam hả? Trời ơi. Dạ, cái này là gia đình người cá. Gia đình người cá cũng tặng cho Tây Un nữa hả? Này là tặng gì đây? Tặng là 20 tháng 11. 20 tháng 11 nhưng mà không được để tiền vô nha. Không phải để tiền. Không tiền phải không? Rồi chúc mừng 20 tháng 11 tất cả thầy cô giáo Việt Nam luôn nha. Ủa sao anh đi tới chảy vậy? Chuyện hở vậy? Trời không ngờ bữa nay bạn người cá tay nhớ tới Tây Un. Tặng 20 tháng 11 cho Tây Un nữa. Hôm nay là Tiêu nhận được thiệp của bạn Tai và bạn Coro. Tiêu ghi nhận tấm lòng của bạn Tai và bạn Coro cũng như gia đình của các bạn đã trân trọng Tiêu vào ngày 20 tháng 11 này. Thì bơi lội người cá là dạy cho các bạn kỹ năng sống cần thiết. Bây giờ Tiêu sẽ lưu giữ lại. Tiêu sẽ bỏ hai cái thiệp chúc mừng này vào trong này. Để cất. Bạn người cá nào bơi giỏi, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ thì Tiêu Un sẽ lưu giữ cái món quà này luôn. Còn nếu mà Tiêu Un thấy là không nghe lời ba mẹ nè, học dở nè, rồi không có nghe lời Tiêu Un bơi lội cho nó tốt thì Tiêu Un sẽ trả lại phần quà này của các bạn. Còn bây giờ Tiêu Un rất là vui, rất là cảm ơn cái tấm lòng thành của các bạn dành cho Tiêu Un.